Từ hôm Tài Bảy nghỉ việc, mỗi lần đi đâu ra ngoài, Mai Hiên đều tự lái xe. Nàng có bằng lâu rồi, nhưng không thường xuyên cầm lái vì nhà đã có tài xế. Hơn nữa, cũng cần phải có người mang xe ra sân bay đón ông chủ mỗi lần về đây công tác nữa chứ. Đợt này, nếu thấy Mai Hiên điều khiển xe đi đón mình, chắc chắn Vũ Bảo sẽ không hài lòng. Nàng làm sao có kinh nghiệm như một tài xế chuyên nghiệp được chứ? Hơn nữa, ít khi có đại gia nào tự mình lái xe, vì như vậy còn ra cái thể thống gì? Mai Hiên thầm nghĩ, phải giải quyết ngay chuyện này. Để lần lửa lâu ngày, Vũ Bảo cho tuyển tài xế mới thì hư bột hư đường hết. Buổi tối hôm ấy, sau bữa cơm, Xấu Xoa đột nhiên xin phép về quê thăm nhà 3 hôm vì con ốm. Chị tỏ ra băn khoăn. Tôi đi mấy ngày, cô với thằng Tuấn tự lo cơm nước giùm nhé. Mai Hiên trêu ghẹo. Thăm nhà vì con ốm hay nhớ chồng? Nói thiệt đi. Còn Vũ ăn uống thì chỉ cứ yên tâm, tôi tự lo được. Xấu Xoa bẽn lẽn. Biết rồi mà còn nói lớn. Thông cảm hén cô chú. Sáng hôm sau, đợi chị giúp việc lên đường, Mai Hiên gọi Tuấn vào nhà nói chuyện. Đang lầy hoay tưới cây, nghe chủ gọi, cậu cứ để mình trần nhễ nhại chạy thẳng vào nhà. Thưa chị, gọi em. Nhìn khuôn ngực vạm vỡ, loang loáng mồ hôi của chàng trai, Mai Hiên bỗng có cảm giác xôn xao, rạo rực, khó tả. Nàng chỉ tay xuống ghế, dịu dàng nói. Ngồi xuống đây, chị bàn công chuyện. Dạ. Em bảo chưa từng được đi học, vậy có biết đọc biết viết xíu nào không? Gia Tuấn ngượng ngập lắc đầu. Dạ em không. Mai Hiên nói mà như ra lệnh. Từ nay, ban ngày em đều phải theo chị đi tập lái xe, còn tối thì học chữ. Phải hết sức tập trung để biết lái xe và đọc thông viết thạo trong vòng 2 tháng. Ngoài ra, em còn phải theo học ở trung tâm để thi lấy bằng. Chị ghi danh cho em rồi, hiểu chưa? Cậu bé thắc mắc. Vậy còn công việc nhà hả chị? Cô chủ trẻ nhìn cậu trai, nói với vẻ nghiêm nghị. Ráng mà thu xếp, chịu cực một chút để xóa mù chữ và biết nghề mà không làm nổi sao? Dạ em hiểu rồi. Dưới ánh mắt ngây thơ của Tuấn, Mai Hiên hiện ra như một cô tiên xinh đẹp, đưa cậu thoát khỏi cuộc sống tối tăm, dốt nát. Nên chàng trai nói với vẻ biết ơn. Cảm ơn chị, em hứa sẽ cố gắng hết sức. Tốt lắm. Giờ vô trong tắm rửa, thay quần áo, rồi đi tập xe với chị. Lát trưa, hai chị em mình đi ăn ở ngoài luôn. Dạ. Cậu bé hớn hở chạy nhanh vào trong. Chưa khi nào cậu thấy phấn chấn, vui vẻ như vậy, vì một viễn cảnh tương lai tươi sáng đang hiện ra trước mắt. Sau đó, hai người đưa xe ra quảng trường trung tâm để cho Tuấn tập lái. Chỉ mới trong vòng một buổi sáng mà cậu bé đã nắm được các kỹ thuật cơ bản và điều khiển chiếc ô tô khá thành thạo. Mai Hiên phải buộc miệng khen. Thằng nhóc này sáng dạ ghê, em giỏi lắm. Tuấn nhìn Mai Hiên cười hãnh diện. Trong đời cậu, xe đạp còn chưa được đi, vậy mà đùng một cái, giờ ngồi đây trên chiếc bốn bánh sang nhất thị trấn nữa kìa. Cứ y như là một giấc mơ huyền ảo. Có một điều thầm kín mà Gia Tuấn cố gạt ra ngoài tâm trí. Đó là chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới chuyện được ngồi cạnh một người đàn bà đẹp như cô chủ. Đã vậy, nàng còn dạy cậu lái xe một cách tận tụy nữa chứ. Trời ạ,
không phải mơ thì là gì? Sáng nay, Mai Hiên ăn mặc kín đáo, với áo sơ mi trắng, bỏ trong chiếc quần jean bó sát, trông thật gợi cảm. Còn Gia Tuấn, dù chẳng muốn làm cô chủ khó chịu, nhưng không sao kiềm chế được ánh mắt ngưỡng mộ, tôn sùng của mình. Mai Hiên tinh ý, nhìn thấy hết. Nàng nghĩ mình đủ lão luyện để hớp hồn chàng trai trẻ này mà đâu cần phải hở hang gì lộ liễu. Nàng dư hiểu, ở cái tuổi 17 bé gãy sừng trâu. Thằng bé này còn bé tới cái gì nữa ấy chứ. Trông nó kìa, sức sống cứ cuồn cuộn trào dâng trong thân hình cường tráng khỏe mạnh. Chỉ cần một chút chiêu trò quyến rũ, cậu em sẽ nhào vô, ngụp lặn trong tấm thân hừng hực của nàng mà không thèm cân nhắc, nghĩ suy gì hết. Tưởng tượng đến cảnh ấy, Mai Hiên có cảm giác một ngọn lửa ham muốn phừng phừng bốc lên trong lòng mình. Nhưng Trương Gia Tuấn thật ra đơn giản hơn nhiều. Đơn thuần chỉ là cậu đang ngưỡng mộ nhan sắc đẹp đẽ của cô chủ. Hơn thế nữa, đó lại là người ơn của mình. Lòng yêu mến và sự quý trọng đang xen như một lẽ tự nhiên của một tâm hồn còn trong sáng. Cậu đang thấy hạnh phúc vì có một chỗ ăn, chỗ ở và một công việc làm. Tương lai hiện ra thấp thoáng, rực rỡ như một tia nắng sớm. Còn những rắc rối gì khác nữa thì Gia Tuấn còn quá chất phác và chưa đủ trải nghiệm để có thể nghĩ tới. Buổi trưa, đột nhiên Mai Hiên đổi ý không muốn ra quán ăn trưa nữa. Nàng lái xe về thẳng nhà và nói: "Về nấu cơm ăn thôi." "Dạ." Thật ra nàng sực nhớ, thị trấn này nhỏ xíu, có quá nhiều tai mắt. Tốt nhất là không nên tạo cơ hội cho thiên hạ có cớ dèm pha. Về tới biệt thự, nàng bảo: "Hôm nay chị vào bếp, đợi một chút sẽ có cơm ăn nhé." Tuấn bột chộp phát biểu: "Em biết nấu, để em làm cho." "Em thì biết làm gì chứ, vô trong phụ chị nấu cho nhanh nè." "Dạ." Hai người, một chủ một tớ, trong căn bếp ấm cúng, lẫn quẩn bên nhau, chẳng khác gì một đôi vợ chồng trẻ. Mai Hiên chạnh lòng nghĩ thầm: "Đến bao giờ thì mình mới có được một cuộc sống êm ả, bình thường như thế này?" Liếc nhìn Gia Tuấn đang loay hoay lặt mớ rau mới hái ngoài vườn, nàng biết mình thèm khát tuổi trẻ và sức sống của cậu. Nhưng thằng bé này còn quá nhỏ, kém mình gần cả chục tuổi, chẳng hiểu biết gì đời. Nếu lôi nó vào cuộc gian díu thì rồi sẽ đến đâu? Bất giác nàng lẩm bẩm thành tiếng: "Kệ đi, đến đâu thì đến." Cậu bé giật mình nhìn cô chủ: "Dạ, chị Hiên bảo gì em ạ?" "Ừ, chị nói ăn cơm xong đi ngủ một chút rồi hãy ra làm vườn nhé." "Dạ, em biết rồi." Sau giấc ngủ trưa, Mai Hiên ra sân nhìn xem Tuấn đang làm gì. Thấy cậu bé đang lúi húi bên mấy gốc cây cảnh, nàng nhẹ nhàng tới gần: "Chị làm với." "Ồ, đất cát sẽ làm bẩn tay chị đó." "Không sao, lao động một chút cho khỏe." Tuấn quay sang nhìn Mai Hiên với ánh mắt tò mò. Thật lạ, càng ngày cậu càng thấy gần gũi với bà chủ trẻ. Cảm giác e dè sợ sệt của những ngày đầu đã biến mất từ lúc nào. Nhiều lúc cậu có cảm giác thân thiết với nàng như với chị Tuyết Minh của mình. Trong lúc tỉ mẩn rứt mấy nhánh cỏ dại dưới gốc cây si, Mai Hiên cầm lên ném vào người Tuấn. Trông thấy đôi mắt ngây thơ của cậu bé nhìn mình ngạc nhiên, cô thích thú cười phá lên như một đứa trẻ. Lâu lắm rồi Mai Hiên hầu như quên mất tuổi trẻ nghịch ngợm, hồn nhiên của mình ngày xưa.
Tự nhiên chiều nay tâm hồn nàng dịu đi, trong một cảm giác trong trẻo, nhẹ nhàng kỳ lạ. Còn Tuấn thì cậu ngẩn người nhìn cô chủ. Sao chị ấy tươi trẻ, dễ thương thế mà lại làm tình hờ cho một ông già đáng tuổi bố kia chứ? Cậu đi ra từ một xó rừng và còn quá non nớt, nên làm sao hiểu được mãnh lực của đồng tiền có thể giúp người ta mua được những gì. Cậu không biết rằng chỉ cần sống ở đây thêm một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ nhìn thấy và hiểu được những điều còn nhiều hơn 17 năm qua cộng lại. Khi ánh mặt trời sụp xuống, Mai Hiền đứng dậy, đưa bàn tay lấm lem đất cát của mình, bước tới gần, vịn lên vai trần của Tuấn. Đi tắm thôi. Cậu bé ngẩng mặt lên, có vẻ không hiểu cô chủ muốn nói gì. Nhưng nàng đã nắm lấy cánh tay chàng trai kéo mạnh theo mình. Đi tắm với chị. Nhưng sao được? Tắm bích xin mà sao lại không được? Lúc này Tuấn mới vỡ lẽ. Cậu đứng lên ngoan ngoãn đi theo Mai Hiên, vòng ra sân sau ngôi biệt thự. Căn villa này kín cổng cao tường nên rất kín đáo, tách biệt hẳn với mọi ánh mắt tò mò của mọi người chung quanh. Đứng cạnh hồ bơi, Mai Hiên thản nhiên trút bỏ quần áo ra khỏi người, chỉ còn bộ đồ lót nhỏ xíu mỏng dính, tiệp màu hẳn vào làn da mịn màng như nhung của nàng. Trong thoáng chốc bất chợt, Tuấn đứng ngay người ra, bất động như bị thôi miên. Sao lại có thể như thế? Một tấm thân tuyệt mỹ sống động đang đứng sờ sờ ngay trước mắt, y hệt một dáng dấp tiên nữ từng xuất hiện trần truồng trong những cơn mộng tinh bí mật của cậu. Đôi mắt nóng rực và cổ họng khô khan khiến Tuấn có cảm giác khó chịu thật kỳ cục. Mau cởi đồ, sao đứng ngay ra vậy? Tiếng nói vang lên cùng với giọng cười khanh khách của cô gái khiến cậu bừng tỉnh. Nàng đã lao xuống làn nước trong veo và vùng vẫy như một đứa trẻ tinh nghịch. Những tia nước bắn vung ra tung tóe như những hạt thủy tinh lấp lánh bao quanh thân thể nàng. Vẻ gợi cảm đó làm cho chàng trai quên mất một khoảng cách thực tại. Tuấn để nguyên quần short, nhảy xuống hồ. Dĩ nhiên rồi, làm sao cậu dám cởi khi bên trong không mặc gì? Nhưng hình như Mai Hiên không biết điều đó, nên nàng la lên. Sao không cởi ra? Nhúng cái quần dơ hầy xuống đây, làm bẩn hết nước rồi nè. Nàng lao tới, lấy tay túm lấy lưng quần của cậu, cố cởi nút cho bằng được. Tuấn hốt hoảng vùng ra, lặn tuốt xuống đáy hồ. Từ bé, cậu đã quen ngụp lặn trong mấy con suối trong rừng, nên dễ dàng thoát ra khỏi bàn tay nghịch ngợm của Mai Hiên. Nhưng nàng không chịu thua, cũng bơi theo, bám riết, khiến cậu bối rối la lớn. Không được, em đâu có mặc quần lót như chị. Cô gái giật mình khựng lại vì ngạc nhiên. Em thực sự không có mặc gì bên trong hết hả? Tuấn ngoi lên khỏi mặt nước. Cậu mắc cỡ, vuốt làn nước ướt đẫm trên mặt và trả lời nhanh. Dạ không. Tại sao? Cậu vừa nói vừa quay lưng bơi ra xa. Thì không mặc chứ sao, chị hỏi hoài kỳ quá hả? Mai Hiên nhíu nhíu đôi lông mày, ra vẻ nghĩ ngợi. Hình như nàng hơi hơi hiểu ra. Hôm mới tới đây, ngay bộ quần áo mặc trên người còn cũ mềm tơi tả, thì chuyện không mua nổi chiếc quần lót cũng là điều dễ hiểu. Trời ạ, nhà thằng nhỏ nghèo vậy sao? Tự nhiên cô thấy thương chàng trai một cách nghẹn ngào. Nàng bơi tới bên cạnh, rồi bất chợt quàng tay ôm choàng lấy và ghì mặt chàng trai vào sát bộ ngực mát lạnh của mình. Tội nghiệp em trai quá hả? Cậu bối rối vùng ra, nhưng nàng hét lên nho nhỏ. Đứng yên. Tuấn rung lên vì một cảm giác huyền diệu không ngờ. Cậu tưởng mình sắp bùng nổ vì một thứ cảm xúc cực đỉnh
lạ lùng, đang dâng trào, chưa hề biết tới. Trong vô thức, chàng trai tự động ghì chặt thân thể nàng, như muốn hòa quyện vào nhau trong một cơn khoái lạc. Cậu cảm nhận tấm thân kia cũng đang run rẩy khi da thịt chạm vào nhau. Mai Hiên nói thì thầm vào tai cậu bé: "Thôi, vào nhà, chuẩn bị ăn tối rồi còn học chữ nữa." "Dạ." Lần này, chính cậu biết thế nào là sự tiếc rẻ khi buộc phải chấm dứt sự sung sướng bất ngờ đó. Lúc vào bên trong nhà, Mai Hiên kín đáo nở nụ cười đắc thắng. Nàng biết, kể từ giờ, mình đã hoàn toàn làm chủ và điều khiển chàng trai khỏe mạnh kia theo ý muốn. Buổi tối đầu tiên làm cô giáo, thoạt tiên thì Mai Hiên cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nàng cứ nghĩ chuyện tập đọc và viết chữ cũng đơn giản thôi. Nhưng khi bắt tay vào thì mới thấy hóa ra chẳng phải dễ dàng gì. Trái ngược với phản xạ nhanh nhạy khi học lái xe, Gia Tuấn tiếp thu chữ nghĩa một cách khó khăn, chậm chạp hơn hẳn, khiến nàng cũng đôi lần phát cáu. Nhưng Mai Hiên phải công nhận, Tuấn có bản tính kiên trì, đáng nể. Sau gần 2 giờ đánh vật với các nguyên âm, phụ âm và tập ráp chữ, nàng thấy buồn ngủ nên bỏ về phòng. Biết mình tiếp thu chậm lục, Tuấn vẫn lì lợm ngồi đó, lẩm nhẩm học đi học lại cho thuộc lầu 29 chữ cái suốt cả đêm. Đến nỗi ngủ gục luôn ngay tại bàn. Đến 3 giờ sáng, Mai Hiên phát hiện ra cậu còn ngồi gà gật trong bếp. Cô tới gần, rồi không biết nghĩ sao lại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng kéo đầu chàng trai cho tựa vào người mình và cùng ngồi lặng yên ở đó. Nhưng chỉ được một lát thì cậu bé giật mình thức giấc và tự động dịch ra ngồi thẳng người lại. Mai Hiên khẽ bảo: "Sao ngồi đây? Vào phòng mà ngủ." "Dạ, em ngủ quên." Khi Tuấn đứng lên thì nàng nắm tay chàng nói nhanh: "Vào trong ngủ với chị." Thấy Tuấn tỏ ra lúng túng ngượng ngập, Mai Hiên nắm lấy bàn tay to lớn của cậu, lôi mạnh, dắt đi theo mình. Nhìn tấm thân đàn bà ẩn hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, cậu bé loạng choạng bước theo mà cứ tưởng như mình đang đi trên một đám mây bền bồng, để vào trong một giấc mơ huyền ảo nào đó. Vào tới trong phòng, người đàn bà quay mặt lại đối diện và từ từ tuột chiếc áo ngủ rộng thùng thình ra khỏi đôi vai trần. Tuấn bàng hoàng, không thể tin vào đôi mắt của mình. Cách chưa đầy tầm với là một thứ trái cấm chín mọng quyến rũ nhất trên đời đang chờ đợi chạm tay vào. Nàng trần truồng uyển chuyển bước lại gần, nhẹ nhàng cởi khuy áo cho chàng trai đang đứng chết chân bất động. Sau đó ôm chặt lấy thân hình cường tráng của cậu bằng vòng tay mềm mại như chiếc vòi bạch tuộc quấn quýt, rồi cả hai cùng ngã nhào xuống mặt tấm nệm êm ái. Tuấn chỉ còn thấy vây quanh mình là một cảm giác mềm mịn, trơn ướt, kèm theo sự kích thích khủng khiếp đến rợn cả người. Giọng Mai Hiên thánh thót: "Yêu chị đi Tuấn." Giọng nàng như vang vọng từ ở một nơi nào xa xôi vẳng tới. Cậu bé chỉ biết mình chìm ngập vào một nơi lạ lùng và hoàn toàn thụ động phó mặc cho mọi cảm xúc choáng ngợp dẫn dắt. Một gã trai trẻ chưa tới đôi mươi, mọi sinh lực cứ cuồn cuộn dâng trào như một mạch nước ngầm chưa từng khai phá. Từ lúc đó tới sáng, người đàn bà nhiều kinh nghiệm chậm rãi dẫn dắt cậu đi từ cuộc yêu này tới cuộc truy hoang khác, không ngừng nghỉ. Mai Hiên kinh ngạc nhận ra chàng trai trẻ dường như chứa đựng một sức sống tiềm tàng đến vô tận, và họ cứ miệt mài nối tiếp cuộc hoang lạc cho đến lúc ngoài kia trời bắt đầu hửng sáng. Tuấn không thể biết mình đang làm gì,
mà chỉ biết tuân theo sự hướng dẫn của người phụ nữ nhiều kinh nghiệm. Cậu không sao tin rằng cuộc đời lại có thứ gì sung sướng, thỏa mãn tuyệt trần đời đến thế. Không biết đến mấy lần, cậu buộc miệng rên rỉ theo bản năng. Chị Mai Hiên ơi, em yêu chị nhiều lắm. Nhưng câu trả lời của nàng càng khiến cậu muốn điên lên vì hạnh phúc. Chị cũng yêu em nhất trên đời, biết không nhóc? Có thể Gia Tuấn không hiểu hết lời nói của một người đàn bà. Một đứa trẻ mới lớn như cậu làm sao thấu hiểu sâu sắc câu nói đó. Nó còn hơn cả một lời tự thú nhận. Vì không phải nàng tìm đến cậu chỉ vì nhu cầu tình dục bất tận của mình, mà thật ra nàng đã bị tuổi trẻ của cậu chinh phục hoàn toàn. Hai ngày tiếp sau đó không khác gì những thời khắc truy hoang cực lạc của cặp tình nhân trẻ diễn ra liên tục. Đó là những ngày trăng mật đầy thỏa mãn như của một đôi vợ chồng son. Tuấn bị cuốn theo hấp lực sung mãn của một tấm thân đàn bà tuyệt mỹ, lúc nào cũng sẵn sàng mời gọi. Cậu quá trẻ và non nớt, không thể tự mình dừng lại vì sự chủ động tận hưởng của Mai Hiên. Vào mỗi buổi sáng, cả hai vẫn đưa nhau ra quảng trường tập xe. Tuấn rất chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của Mai Hiên và tỏ ra rất có năng khiếu cầm lái. Sang đến ngày thứ ba thì cậu đã có thể tự mình cho xe chạy lòng vòng quanh thị trấn. Khi dừng xe trong một góc công viên, ngồi bên ghế phụ, cô chủ trẻ nhìn chàng trai âu yếm khen ngợi. Tuấn giỏi ghê, học cái gì cũng nhanh hết trơn hà. Cậu trai nhe răng cười hỏi lại, chứ không phải chị chê em tập đọc và viết chữ chậm như rùa sao? Cái đó thì đúng rồi, nhưng mấy vụ khác thì hết sảy. Tuấn ngây ngô thắc mắc, vụ khác là vụ gì? Khờ quá, cái vụ yêu chứ vụ gì mà hỏi hoài. Nhưng thằng bé cũng tỏ ra khá hóm hỉnh. Thì thầy giỏi nên trò phải giỏi theo chứ sao nè. Đồ con nít quỷ. Vừa nói, Mai Hiên không kìm được sự ham muốn đang bất chợt trỗi dậy, nên chồm qua ghế lái, gắn chặt môi mình lên môi chàng trai trẻ. Cả hai ôm hôn nhau mãnh liệt, kéo dài rất lâu. Họ quên mất mình đang đậu xe giữa nơi thanh thiên bạch nhật. Cái kiểu âu yếm nhau bất chấp như thế, nên nếu nhìn cung cách của họ qua kính lái, không ai có thể nghĩ rằng đó chỉ là chủ tớ. Mai Hiên chủ quan khi vô tư thể hiện tình cảm nồng nàn với Tuấn, vì nghĩ rằng ngồi trong xe kín đáo chắc chẳng ai để ý. Có thể bình thường ra thì là như vậy thật, nhưng nếu có ai đó cố tình quan sát thì vẫn trông rõ như thường. Và đã có một kẻ cố ý như thế, đó chính là tài xế Bảy. Bị đuổi việc bất ngờ, tài Bảy đâu có cam tâm. Cái thị trấn nhỏ xíu nên nhu cầu mướn tài xế cũng không nhiều. Về nhà lúc này thì chỉ có ngồi chơi xơi nước, vì không sao tìm được việc. Lớp thì bị con vợ nanh nọc xỉa xói đủ điều. Có chút công ăn việc làm cũng chẳng biết giữ gìn, đúng là đồ vô dụng mà. Đủ thứ chuyện bực bội đổ lên đầu, càng khiến gã thêm điên tiết. Từ hôm rời khỏi nhà Mai Hiên, trong đầu gã nỗi hậm hực về sự tráo trở của nàng vào phút chót cứ luôn là nỗi ám ảnh cực lớn, cứ vang vọng không nguôi. Chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó? Gã đã vô ý gây nên tội gì mà cái con ca ve này dám đưa mình vào chồng rồi chơi một cú quá hớp vậy chứ? Tài Bảy cứ đặt ngược lộn xuôi vấn đề, cố suy nghĩ phân tích mọi chi tiết, mong tìm ra đáp án. Gã bỗng nhớ lại lần to hót sau cùng về chuyện mướn thằng mọi điển trai đó vô làm. Nhưng rồi ông chủ cũng cho qua một cách dễ dàng. Không lẽ nào lại là chuyện đó?
Thế rồi, chính cái thị trấn nhỏ xíu này cũng cho tài bảy một chìa khóa có thể trả lời mọi nghi vấn. Cách đây 3 hôm, là ngày cuối tuần, nên buổi sáng vợ giao chở con đi chơi. Nhân tiện, lúc về mua thêm sữa bột cho thằng nhỏ. Đang cởi chiếc cúp cánh én chạy chậm chậm hóng gió, thì gã thoáng thấy chiếc Nissan màu đỏ choét phóng vụt qua. Vì đã quá quen thuộc, nên tài bảy nhận ra liền chiếc xe hơi mình từng cầm lái. Không nghĩ ngợi gì thêm, tài bảy rú ga phóng xe đuổi theo. Không lẽ mới mấy ngày mà ông chủ lại trở lên đây tù ti tú tí với con ghệ nhí? Bộ có thuốc tiên hay sao mà sung như quỷ vậy trời? Hay là cái con ca ve đó đang tự lái? Mà lúc nãy thoáng thấy trên xe có 2 bóng người, nhưng nhanh quá nên không trông rõ là ai. Cũng không cần phải thắc mắc lâu, sau một lúc quan sát thì gã vỡ lẽ ra vấn đề. Thì ra cái con quỷ cái này kiếm cớ tống cổ mình đi, để cho cái thằng mọi dốt nát kia thay thế. Hiểu ra mọi chuyện, gã thấy cơn giận bốc lên bừng bừng. Nhưng làm gì được bây giờ? Đại gia Vũ Bảo có cho phép thì nó mới có cơ hội cầm lái được chứ. Theo dõi 2 ngày liền, tài bảy đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra nguyên nhân làm hắn mất việc chính là do cái thằng mọi lực lưỡng đó. Còn con đười này rượng đực, nên bày trò đá đít gã văng ra khỏi biệt thự, để không còn ai làm tai mắt kỳ đà cắn mũi. Quả là con ác phụ này hiểm độc khôn lường. Không khó để hiểu và tìm ra quy luật của đôi gian phu dâm phụ, chắc chắn là như vậy. Còn gì thuận tiện hơn khi để thằng mọi đó ở kè kè một bên cho dễ gian díu. Gã thấy rõ, Mai Hiên ân cần chỉ dẫn cho Tuấn cách điều khiển xe. Mỗi khi nghỉ giải lao thì cả hai chui vô ô tô, châu đầu hung hít thật mùi mẫn, cứ y như chỗ không người. Vậy là chết cha mày rồi, kỳ này hết đường chối cãi nhé. Nghĩ tới chuyện cách đây 2 năm, cũng chính mình là người tận tình dẫn dắt Mai Hiên luyện tập để đi thi lấy bằng, mà tài bảy càng thấy lòng thù hận bốc lên ngùng ngục. Gã lẩm bẩm: lần này thì mày hết đường sống sót, còn khốn à. Sang ngày thứ 3 thì tài bảy quyết định làm thám tử. Gã bỏ tiền ra mướn một thằng thợ chụp hình phục sẵn trong bụi rậm ở góc công viên, chĩa cái máy ảnh DSLR có gắn nòng tele dài thượt địa thẳng vào kính lái chiếc xe của đôi trai gái đang đậu phía đối diện. Trong khi đó thì Mai Hiên và Tuấn vì quá chủ quan nên không hề hay biết sắp xảy ra chuyện gì. Một tuần sau, vào một buổi sáng, khi Tổng Giám đốc Vũ Bảo đang ngồi làm việc trong văn phòng thì nhân viên lên báo có người muốn gặp. Ông bước qua phòng khách thì thấy ngay tài bảy. Gã này quyết tâm rửa hận nên chẳng quản ngại đường xa, lên thẳng thành phố xin diện kiến sếp cũ. Gã lạc quan nghĩ bụng: biết đâu với thông tin nóng sốt này, không chừng còn được nhận vô làm việc trở lại thì sao nhỉ. Vừa trông thấy mặt thằng tài xế giang manh, Vũ Bảo bỗng phát nổi cơn giận dữ, cất tiếng đuổi thẳng: ai cho mày vô đây hả thằng chó? Biến ngay cho tao. Gã tài xế hoảng sợ nhưng cố van nài: dạ em biến liền, nhưng sếp nên xem qua cái này. Vừa nói, hắn vừa chỉ tay vào chiếc túi giấy ảnh to cỡ 18-24 nằm sẵn trên bàn từ lúc nào. Nhìn theo ngón tay của gã, Vũ Bảo nhíu mày hỏi lớn: cái gì vậy? Tài bảy khúm núm: dạ sếp xem đi, rồi em mới kể đầu đuôi gốc ngọn được ạ. Biết có chuyện, Vũ Bảo tiến tới cầm lấy phong bì mở ra xem. Có đến mấy tấm ảnh cỡ lớn nằm trong đó. Ông rút nhanh ra một tấm, vừa nhìn vào
thì gương mặt liền biến sắc, tái mét. Ông vội vàng rút hết sấp ảnh ra ngoài, rồi lần lượt xem qua. Thoạt nhìn cứ y như ảnh chụp cảnh tài tử cine đang diễn tuồng hung hít. Các tấm ảnh chụp cận cảnh dù xuyên qua kính lái nhưng khá rõ nét, cũng sống động, cứ y như là đang xem phim Romeo và Juliet sửa soạn làm tình. Vũ Bảo ngồi phịch xuống ghế, cất tiếng chửi thề: "Mẹ nó, mình cung phụng tiền cho nó ở đó đem trai vô nhà." Tài Bảy lúc này mừng rơn, hắn tỏ ra phấn chấn hẳn lên, nói bằng giọng trách móc: "Dạ, bữa hổm em báo cáo rồi mà sếp đâu có chịu nghe." Chợt Vũ Bảo ngẩng lên nhìn gã tài xế bằng ánh mắt soi mói: "Ủa, hình ở đây, còn phim đâu?" "Dạ, ở trỏng luôn đó sếp." Bây giờ thì ông mới nhìn thấy cái hộp nhựa đựng phim dưới đáy chiếc túi giấy. Ông lơ đãng phẩy tay: "Rồi, về đi, cậu đứng đó làm gì?" Gã tài xế tưởng nghe nhầm nên hỏi lại: "Dạ, là sao thưa sếp?" Vũ Bảo tỏ ra khó chịu, hỏi sẵn giọng: "Vậy chứ mày muốn gì? Muốn tao cảm ơn mày hả?" "Dạ thưa không phải, em lén chụp lấy bằng chứng để minh oan cho em, mong sếp nghĩ lại ạ." Ông cười ha hả, rồi hỏi bằng giọng chế giễu, nghe rất châm biếm: "Cái con này ngoại tình thì rõ rồi." "À, mà nói ngoại tình thì cũng không đúng lắm, vì nó chỉ là bồ nhí, chứ có phải vợ đâu mà kêu ngoại tình. Còn mày, kêu oan hả thằng kia?" Tài Bảy lúng túng: "Dạ, oan thiệt mà. Tất cả chỉ là cái bẫy để loại em ra khỏi nhà thôi sếp." "Mày oan. Giờ tao hỏi nè, nếu hôm đó nó không gài bẫy mà cho mày chơi thiệt thì mày có làm không?" "Mẹ kiếp, mày lẻo mép vừa thôi chứ, hả thằng chó?" Đến đây thì gã cứng họng. Vũ Bảo nói tiếp: "Tụi mày chỉ là một lũ vô lại, ăn cháo đái bát mà thôi. Tao rõ bọn mày như trong lòng bàn tay này nè. Giờ biến được rồi, hay còn đợi tao kêu bảo vệ ra tống cổ?" Tài Bảy cúi gầm mặt, lủi thủi ra khỏi tòa nhà. Dù trong lòng rất buồn bã vì tự nhiên tốn cả mớ tiền mà chẳng được cái tích sự gì, nhưng gã vẫn thắc mắc nghĩ bụng: "Sao lão già này phản ứng nhẹ nhàng thế nhỉ? Chỉ vậy thôi sao? Cái thằng cha này đúng là điên rồi." Gã ra về mà trong lòng cứ xốn xang, tiếc tiền mà vẫn không hiểu gì hết. Thật ra thì trong lòng Vũ Bảo tức lắm. Dĩ nhiên rồi, mình thì tốn cả mớ tiền để mỗi tháng lên cái xứ cao nguyên đó gặp nó đúng 2 lần, nhưng đâu có phải thời gian rảnh thì nó có quyền tiếp người khác. Ông đã chịu tốn kém, bỏ tiền ra bao tiêu sản phẩm vậy mà nó lợi dụng thời gian chết để cho thằng khác chơi chùa thì đâu có được. Nhưng nói đi thì cũng nghĩ lại, nói cho cùng ra thì vẫn chỉ là ngầm hiểu như vậy, chứ đâu có ràng buộc bằng giấy má, hợp đồng gì. Con bé này vừa ngon vừa ngoan nào giờ bỗng nhiên giở trò đổ đốn. Làm căng mà đuổi nó thì kể cũng tiếc, đào đâu ra một con ghệ xuất sắc như thế. À mà cái thằng người dân tộc kia cũng xin trai ra phết, chắc con bé nằm không một mình buồn. Trai gần gái như lửa gần rơm kia mà, để gần thì cháy tiêu thôi. Thôi, từ từ tính, đuổi thằng kia đi là xong, chẳng nên làm lớn chuyện làm gì.
kể từ hôm chị Xấu Xoa đi làm trở lại thì Mai Hiên và Tuấn không thể thoải mái thể hiện tình cảm, cũng như mọi ý muốn gần gũi phải bị hạn chế, và chỉ chờ đến buổi tối. Khoảng sau 10 giờ đêm, sau khi Xấu Xoa đi nằm khoảng 1 giờ thì Tuấn mới rón rén mò lên gặp cô chủ, và cánh cửa phòng thì luôn luôn khép hờ chờ đợi. Cậu bé cứ như bị nghiện thân xác đàn bà, mê mải thèm yêu, không bao giờ biết chán. Và cũng như vậy, từ khi có chàng trai bên cạnh hàng đêm thì nàng thấy cuộc sống thật đầy đủ, mãn nguyện. Mai Hiên cũng có lúc trăn trở nghĩ ngợi, không biết thằng nhóc này sẽ yêu mình tới ngày tháng nào. Có thể lúc này nó chỉ đang đam mê ngụp lặn trong thân thể tươi mát của mình như một món đồ chơi mới mẻ, đầy ma lực. Nhưng rồi thì sẽ đến đâu? Nàng tự cười mình vì đã bắt đầu nghĩ quẩn. Mong cầu gì chứ, trong khi bản thân mình cũng chỉ là một con ca ve bán trôn nuôi miệng. Ngay cả tương lai của mình mà mình còn chưa hiểu thì nghĩ chuyện xa xôi để làm gì? Nhưng Mai Hiên biết một điều: khi con người bắt đầu biết suy tính về tương lai thì chính là đã đến lúc cần phải như thế. Nàng đã yêu Trương Gia Tuấn sâu đậm, dù quá hiểu sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Mai Hiên nghĩ không sai, nhưng nàng chưa bao giờ hiểu hết cậu bé này. Dù Tuấn còn rất trẻ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, cậu tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rời xa Hoàng Mai Hiên. Nàng là ân nhân, là nữ thần từ núi rừng hiện ra giúp cậu. Nàng đã chia sẻ da thịt, mang lại nỗi hoang lạc bất tận. Chỉ có nàng mới có thể cho cậu hạnh phúc vĩnh cửu. Tuấn chẳng quan tâm Mai Hiên là gì, bao nhiêu tuổi. Cậu chỉ biết một điều: nàng là niềm vui không bao giờ vơi bớt của cậu. Cho đến một đêm sau ngày tài bảy lên thành phố, Vũ Bảo gọi điện cho Mai Hiên vào lúc 12 giờ khuya. Ông cố tình gọi giờ này vì hình dung cô gái đang ôm người tình trẻ trong giường của mình. Sao lại không chứ? Nếu là ai thì chắc cũng vậy thôi. Có thằng bé ở đó để nó có thể nghe lời ông nói luôn cũng tốt kia mà. Nghe điện thoại reo, Mai Hiên vội vã choàng tay lấy cái phone để ngay đầu nằm, còn tay kia đưa lên môi ra hiệu cho Tuấn im lặng. Chàng trai đang nằm đè lên thân thể nàng vội vàng lăn nhẹ qua một bên và cũng cố lắng tai nghe. Alo, em nghe nè, sao anh gọi khuya vậy? Ừ, anh muốn nói chuyện với em một việc gấp. Dạ, chuyện gì vậy anh? Giọng ông chậm rãi đều đều, như đang nói về chuyện gì đó hết sức bình thường, không có gì quan trọng. À, cái thằng bé người dân tộc em mới mướn đó. Mai Hiên hơi giật mình, nàng chột dạ trả lời. Dạ, nó tên Tuấn, có gì không anh? Ờ, có nó nằm đó không? Nàng choáng váng, lạnh toát cả người, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh. Anh này, nói gì kỳ cục vậy? Em không chịu đâu. Có gì mà kỳ, thằng Bảy kể anh nghe hết rồi. Nếu có thằng bé ở đó thì bật loa ngoài ra cho nó nghe luôn một thể. Bỗng nhiên, từ trạng thái hoảng hốt, nàng chợt muốn nổi giận. Có lẽ vì ông nhắc tới tài Bảy. Nàng nói lớn như hét: thằng chó đó lại nói gì với anh? Ừ thì nó kêu oan và bảo em gài nó. Trời, đồ chó đẻ. Ừ, nhưng nó còn đưa cho anh một sấp hình. À, mà nó vô tận Sài Gòn gặp thẳng anh mới ghê chứ. Cái thằng đó đúng là chó thiệt. Lần này Mai Hiên có cảm giác kinh hoàng thực sự.
Nó cho anh coi hình gì? À, mấy cái hình chụp em với cái thằng... thằng dân tộc đó mà. Đang hung hít trong xe, ở công viên. Cổ họng Mai Hiên tắc nghẹn vì sợ hãi. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nàng ngắt ngứ, không biết phải nói gì nữa. Thế là hết. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Nhưng Vũ Bảo vẫn nói giọng đều đều. Mấy hôm nay anh thèm em quá. Định lên thăm em đây, nhưng chưa đi được. Để cuối tuần này coi sao. Trời ạ, tới nước này mà lão già còn diễn tuồng cao thượng với mình nữa kìa. Tự nhiên Mai Hiên cảm thấy bực tức, vì rõ ràng Vũ Bảo lúc nào cũng chơi trên cơ mình. Nàng sẵn giọng. Giờ anh muốn gì? Nói đại đi. Lúc này ông mới bắt đầu cao giọng. Em cho thằng đó nghỉ việc đi. Coi bộ nhà nó nghèo, hỗ trợ nó 3 tháng lương đi nha. Anh sẽ chuyển tiền cho em. Biết là không thể chối cãi gì được nữa, vì nàng quá bất cẩn để cho thằng Bảy theo dõi mình. Có chứng cứ rành rành như vậy thì còn nói năng gì nữa. Nàng quyết định đánh bài ngửa luôn. Em sẽ cho Tuấn nghỉ việc, với điều kiện anh đồng ý hỗ trợ nó 12 tháng lương. Vũ Bảo la lớn trong điện thoại, đến nỗi ở ngoài cũng nghe thấy. Cái gì? Em vừa phải thôi nghe. Tại anh yêu em nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt cho qua vụ này. Đừng có được đằng chân lên đằng đầu. Không chịu thì thôi. Thôi là sao? Thì em cũng nghỉ luôn, trả lại nhà cho anh. Cuối tuần này em dọn đồ của em ra luôn. Trời đất mẹ ơi, cả chớn vừa vừa chứ bà nội. Thôi rồi, anh đồng ý cho nó 1 năm lương. Vừa lòng em chưa? Vậy mới ngoan. Mai anh chuyển khoản cho em đi. Ngày mốt thằng nhỏ sẽ chính thức nghỉ việc và ra khỏi đây. Còn giờ em đi ngủ, mệt lắm rồi. Nói xong, Mai Hiên lạnh lùng gác máy một cái rột. Nãy giờ nghe ông chủ và người yêu nói chuyện như kẻ lộn, Tuấn nằm im lặng, sợ hãi. Thế là số phận mình đã được định đoạt. Cậu thấy lòng buồn tê tái. Có lẽ cũng không hẳn buồn vì mất việc, nhưng nỗi buồn chia tay với Mai Hiên còn da diết, thê lương hơn nhiều. Cậu lặng lẽ nằm úp mặt vào lòng người tình mà không nói thêm tiếng nào. Giọng nàng êm đềm thì thầm bên tai. Tuấn à, yêu chị tiếp đi em. Cậu nhẹ nhẹ lắc đầu. Còn hứng thú gì nữa mà yêu kia chứ. Nhưng Mai Hiên xoay mặt chàng trai đối diện với mình. Nàng bình tĩnh nói. Giờ nghe chị bàn công chuyện nè. Dạ em nghe. Chẳng có gì thay đổi hết. Chỉ là em phải rời khỏi đây thôi, và làm theo kế hoạch của chị. Dạ, là làm sao? Mai Hiên ngồi bật dậy, ngồi xếp bằng trên giường. Cô chậm rãi vẽ ra chương trình hành động. Nàng nói thì thầm. Ngày mai mình sẽ bắt đầu đi tìm nhà thuê. Em vẫn cứ ở lại thị trấn này để đi học, rồi lấy cho được cái bằng lái xe. Em được 12 tháng lương đó, đủ để xoay sở, nên chẳng thiếu thốn gì trong thời gian chờ chị. Tuấn nhìn cô gái mưu mẹo, thắc mắc hỏi lại. Chị định làm gì chứ? Nàng nhoáng miệng cười. Nói thật, chị đã chán làm tình hờ của ông già đó lâu lắm rồi. Khi em rời khỏi đây, chị cũng sẽ lo liệu thu xếp để mở một quán cà phê trong thị trấn này. Đến lúc em lấy xong cái bằng lái xe thì sẽ đi kiếm việc làm, giống như thằng tài xế Bảy vậy đó. Hai đứa mình cùng làm việc kiếm tiền thì sẽ chẳng lo đói đâu. Với lại chị cũng có dành dụm được một số vốn đủ để xoay sở trong thời gian dài.
Mà này, khi rời khỏi đây, ngoài một số tài sản, chúng ta còn chiếc ô tô nữa đó. Ủa, vậy hả chị? Phải. Bây giờ chị hỏi em nè. Dạ, chị hỏi đi. Em có thực bụng muốn sống chung với chị không? Dạ có chứ. Em chỉ muốn ở bên chị suốt đời. Nhưng mai mốt chị già đi và xấu hơn em rồi thì sao? Em vẫn ở với chị thôi, kể cả lúc già đi. Mà nhưng với em thì dù chị có thế nào thì em cũng vẫn thấy chị đẹp mà. Xạo quá, mới bị lớn bày đặt dẻo mỏ rồi. Em không có nói xạo, cực bao nhiêu cũng không sợ. Em từng khổ hơn thế này nhiều, chị cũng biết mà. Em chỉ sợ thiếu chị thôi. À mà từ đây tới lúc chị rời khỏi ông Vũ Bảo, em phải sống một mình. Buồn thiêu hà. Ai nói chị để em một mình? Ngày nào chị cũng ghé qua hết á. Không ghé chịu sao nổi chứ. Chắc không đó. Đứa nào nói láo chết. Giờ yêu tiếp được chưa? Chàng trai không nói thêm tiếng nào. Cậu hâm hở vươn hai cánh tay ra, ôm chặt lấy thân thể thơm mát của người tình. Mùi da thịt quen thuộc kích thích mọi giác quan, khiến cho cơn thèm yêu lại ào ạt kéo tới như một cơn thác lũ tràn bờ. Hai ngày sau thì Trương Gia Tuấn rời khỏi căn biệt thự. Và rồi một tháng sau đó, Hoàng Mai Hiên cũng nối gót theo sau. Nàng nói lời tả từ trong đêm với ông chồng hờ. Vụ này khiến cho Vũ Bảo bị sốc nặng. Và còn sốc hơn nữa khi cuối cùng ông biết ra cặp đôi đó cho đến giờ này vẫn tiếp tục quan hệ và chưa bao giờ gián đoạn một ngày nào. Từ chỗ giận dữ bực bội, ông đâm ra tức cười. Vì không ngờ một thằng già cái đầu có sạn như mình mà còn bị tụi nhỏ nó lừa cho một vố đẹp. Ông cười ha hả, nhớ lại cái vụ hỗ trợ 12 tháng lương cho thằng bé người dân tộc. Đúng là cho đáng cái đời già mà còn chơi trống bỏi. Tự nhiên ông gật gù lẩm bẩm. Kể cũng hay. Hay. Rồi thời gian dần trôi qua. Theo vài người biết chuyện kể lại thì cặp đôi mà bây giờ người ta hay gọi là máy bay và phi công vẫn chung sống với nhau cho đến nay. Họ vẫn ở trên cao nguyên, có một bầy con, gần cả nửa tiểu đội. Ông chồng vẫn gọi vợ bằng chị và dạ thưa một cách hết sức cung kính. Nghe nói bây giờ dù già rồi nhưng hai người vẫn dung dăng dung dẻ, dắt tay nhau khi đi phố. Nhiều lúc mọi người cũng thấy hơi chương chướng, nhưng chẳng ai dám nói gì. Vì hãy cẩn thận coi chừng, đừng có mà nhiều chuyện nói động tới bà vợ của ông ấy. Không khéo thì chẳng còn một cái răng ăn cháo đâu đấy nha. Già rồi nhưng ông vẫn khỏe như một con gấu. Còn một điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sống với nhau mấy chục năm mà họ vẫn không chịu tổ chức đám cưới. Nếu có ai đùa giỡn hỏi khi nào cưới thì ông chồng cười loãng lẽn. Đám cưới hả? Cưới làm gì? Kỳ lắm. Bà ấy hơn tôi cả chục tuổi cơ đấy. Nếu người ấy cắt cớ hỏi thêm câu nữa. Thế cái vụ sản xuất con nít thì sao? Ông chồng cười toe toét, hớn hở đáp liền. Ồ, cái vụ đó thì được. Tôi này làm tốt lắm. Bà ấy mà chịu đẻ thì cứ đẻ thôi.